Xin chào các bạn, hôm nay Nhi sẽ giới thiệu đến các bạn một cái máy rửa mặt rất là sạch, và nó còn giúp sạch cả những cái phần mụn đậu đen như lỗ chân lông như vậy. Vì khi các bạn biết, khi mà sau một ngày thì bụi bẩn nè và chất dầu, thậm chí là với những bạn nào hay trang điểm thì những cái phấn nè nó hay động lại trên da, và lâu ngày sẽ làm thành mụn đầu đen, thậm chí là hình thành những vết nám gây sạm da ha. Thì Nhi sử dụng cái máy rửa mặt này được khoảng 3 tuần, và Nhi thấy thực sự nó rất là sạch. Thì cái máy này có tác dụng là làm sạch ha, và thứ hai là nó massage giúp săn chắc da mặt, và ngoài ra nó còn có thêm một cái núm nhỏ. Và cái cục đó có tác dụng là làm lạnh xe kích lỗ chân lông ha. Thì đây là cái máy massage, nhưng muốn giới thiệu đến các bạn máy massage Philips Visaburg ha. Thì với cái máy massage này thì nó có tác dụng rửa mặt sạch gấp 10 lần so với khi các bạn rửa mặt bằng tay ha. Thì đây, để Nhi giới thiệu ha. Thì trong cái hộp này mình gồm có một cái cây. Đây, nó như thế này. Mình thấy ha. Đây là cái đầu bàn chải để rửa sạch. Mình gỡ ra gỡ vào rất là dễ. Bạn thấy không? Đây, rất là dễ dàng luôn. Và đây là cục massage. Ngoài ra thì nó còn một cái nấm. Lát nữa Nhi sẽ cho các bạn coi hình ha. Cái này mình có thể mua riêng cũng được. Và đây là dây sạc. Đó, thì các bạn xài khoảng chừng 2-3 lần, các bạn thấy nó chạy không được mạnh thì các bạn có thể cắm sạc ha. Thì để Nhi cắm sạc cho các bạn coi ha. Thì mình cắm sạc vào đây. Đây, mình gắm vô đây ha. Thì khi mình gắm vô như vậy thì các bạn coi đây, đèn nó chớp tắt ha. Đây, nó có hai chỗ. Và khi mà đầy pin thì nó sẽ tự động ngắt điện ha. Đó. Và sử dụng rất là dễ dàng các bạn ạ. Vì đây, nó chỉ có một nút thôi, khởi động và tắt ha. Thì khi dùng, các bạn mỗi lần dùng xong và trước khi dùng, các bạn rửa sạch cái bàn chải này, các bạn có thể gỡ ra rất là dễ, giật mạnh ra, rửa sạch sẽ. Sau đó đây, các bạn ứng vào ha, và các bạn cho sữa rửa mặt lên đây ha. Sau khi, và các bạn đặt như vậy, các bạn cầm nhẹ nhàng và đi thực nhẹ nhàng. Các bạn chỉ cần ấn mạnh như một chút xíu thì tự động nó sẽ tắt, và các bạn để nhẹ ra nó lại hoạt động ha. Đó. Sau đó, sau khi mà rửa sữa rửa mặt sạch thì mình dùng lotion, gel, serum, tất cả những các sản phẩm dưỡng da. Sau đó thì mình nếu bạn nào sau một ngày mệt mỏi thì có thể là relax lên trên chiếc giường, và mình dùng cái đầu massage này ha. Nó như là những ngón tay, khi các bạn dùng mỹ phẩm các bạn dùng ngón tay massage vậy đúng không? Đó. Nhưng mà những ngón tay của mình sẽ không bằng những cái đầu này. Và cái lực nó ghi là gấp 750 lần trên một phút so với là mình massage bằng tay. Và các bạn bấm khởi động. Thấy không? Và các bạn đi như vậy. Đi. Vẫn từ dưới lên. Từ dưới lên. Đi. Ha. Đi từ đây ra. Đó. Thì massage khoảng 1 phút 30 giây, hoặc tùy các bạn, bạn nào thích massage lâu hơn một tí xíu cũng được ha. Cứ đi như vậy, rất là thích luôn. Bạn thấy không? Mình luôn luôn đi lên ha. Đó. Xài ngay lần đầu là các bạn đã thấy thích. Các bạn cứ thử sửa mặt bằng tay, và hôm sau mình tắt đây, khoan, ứng mạnh vô. Hôm sau các bạn dùng máy,
các bạn sẽ thấy khác hoàn toàn. Và các bạn chú ý, khi mà dùng cái cục sữa rửa mặt này nè, cái bàn chải này nè, các bạn cầm vào đi kỹ cái đầu mũi một vài chừng một tuần thôi, các bạn sẽ thấy cái đầu mũi của mình sạch hơn rất là nhiều so với mình rửa bằng tay ha. Thì cái máy này thực sự là Nhi xài và cảm nhận rất rất là tốt, thực sự là osusume cho các bạn nha. Hy vọng là những trải nghiệm của Nhi giúp ích cho các bạn. Xin chào và tạm biệt. Bye bye.